Con điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Chúng ta đang có những cái sẵn những cái kiện hàng công nghiệp như thế này và thường là đặt trên pallet gỗ hoặc là pallet nhựa, và trọng lượng của nó thì không nhẹ tí nào, nó từ vài trăm ký cho đến vài tấn. Và công việc chúng ta bây giờ là phải tìm một cái dòng cân điện tử nào đó để cân tốt và chính xác trọng lượng của những kiện hàng hóa này. Nếu như mà chúng ta đang có một sẵn một cái cân sàn điện tử từ 1 tấn đến 3 tấn thì chúng ta đang có sẵn một cái xe nâng điện, thì chúng ta dễ dàng nâng những cái kiện hàng hóa này chúng ta đặt lên cân sàn. Và thế là thôi, rất đơn giản. Hoặc là nếu mà chúng ta đang có sẵn một cái cân điện tử mà có dốc hoặc là được âm nền như thế này thì chúng ta cũng dễ dàng dùng cái xe nâng tay á, chúng ta nâng hàng hóa và chúng ta kéo lên cân và chúng ta cân thôi, rất đơn giản. Nhưng có một số hoàn cảnh mà chúng ta không có những cái công cụ dụng cụ đó, chúng ta không có xe nâng điện, chúng ta không có cân sàn điện tử, chúng ta không có xe nâng tay, và đâu là cái giải pháp, đâu là cái dòng cân điện tử mà có thể cân được hàng hóa đó mà không cần những cái công cụ dụng cụ như là cân điện tử Gia Phát mình chia sẻ vừa rồi. Đó là cân xe nâng điện tử, và đây chính là video clip thực tế một cái dòng cân xe nâng điện tử DM8S mà cân điện tử Gia Phát đã giao đến một công ty khách hàng ở khu nghiệp Tam Phước Đồng Nai, và anh đang kinh doanh trong lĩnh vực dầu nhờn. Chúng ta sẽ có xe một vòng về cái dòng cân này, và dòng cân này thì chúng ta dễ dàng di chuyển trong xưởng tại vì hình dáng của nó là gần như giống một cái xe nâng tay, nhưng nó là một cân xe nâng, có nghĩa là bên dưới nó có cảm biến và bên trên nó có cái đầu cân hiển thị cái trọng lượng của hàng hóa mà chúng ta muốn cân. Và video clip thực tế mà khách hàng này đang dùng để cân những cái canh dầu nhờn thế này. Và xem xong video clip này mà anh chị Thang cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với cái nhu cầu sử dụng thực tế của anh chị, thì anh chị có thể truy cập website bên trên trên màn hình, hoặc là gọi nhanh đến số hotline của công ty cân điện tử Gia Phát cũng trên màn hình luôn, thì cân điện tử Gia Phát sẽ chia sẻ nhiều hơn, báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất anh chị. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt.